lâu 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 vậy không vậy trần nhà có cái đoạn của ông trần của ông bụi quá thì tự chưa có đồ đu càng lên để lao được làm gì ghê vậy. À, có cái đoạn của ông Kỳ à chứ anh đâu có đoạn của ông Thiệu đâu. Yeah. Có, à nghe đoạn nói là tôi cũng là một người một tay súng một là người chiến sĩ không. Không 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 cái đoạn của ông Kỳ á là ông nói là ý là vấn đề là chúng tôi cũng đại khái là cũng chiến đấu là cũng muốn chiến thắng thì đã khi khi vào đó thì ai cũng muốn giành phần chiến thắng thôi nhưng mà chúng tôi đã không làm được thì họ làm được đại khái vậy đó thì cũng như là thắng thua thua ổng công nhận hiểu không chứ không phải là như những người kia mà thua rồi mà cứ cay cú suốt bốn mươi mấy năm nay đó thì ổng khẳng định là vấn đề là họ bên này họ kêu gào chẳng qua là họ lừa thôi có ít tiền thôi ai lấy là dông mất còn cái đoạn của ông Thiệu á thì là cái đoạn đó là cái đoạn ổng nói là vấn đề là ông phân trần ở bên lúc mà ông qua bên Mỹ á là tức là ông phục giống như là cộng sản là đã được quốc tế người ta công nhận rồi họ là tức là chính danh họ được cả thế giới công nhận rồi cái chuyện đó là cái chuyện đã chấm dứt hiểu không thì giờ anh mở lại cái đoạn của ông Kỳ cho nghe mọi người chờ xíu nha anh chơi thật mở. Hả anh chơi thật à cẩn thận AQ lấy cắp lưới từ nhá cái này AQ nó biết nhiều mà AQ làm gì không biết chỉ có đẩy cái thằng vẽ rách cái sinh bùi á mẹ 46 năm mới được đi vô phòng gym đi lau dụng cụ gặp mở camera ra khoe ông làm như vậy ông tin tướng lắm cái thằng mẹ cái thằng vẽ rách thằng bố láo bố léo lên tiền về cướp mẹ cái thân đi đi lau tàu với lau dụng cụ phòng gym cũng từ mang về cũng sẽ cướp bố láo mấy thằng dễ rách từ cắt cỏ sang lau phòng gym và họ cũng như tôi cũng đều mong muốn rằng sẽ có một cái chiến thắng cuối cùng để mà mình thống nhất được xứ sở chứ bởi vì đó là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt cơ mà như vậy bây giờ tôi và họ đã không làm được việc đó những người anh em ở phía bên kia đã làm được thì bây giờ mình phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi bây giờ còn ngoái cổ lại nói vẫn là phục quốc đất Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà nó phục quốc chưa kể là một số người cho là cả 3 triệu hải ngoại này không thể nhân danh là tổ quốc Việt Nam mà nói chuyện đất nước Việt Nam nghe chưa không thể nhân danh nha tôi rõ nha Huy như vậy tôi bảo họ nếu thật sự họ yêu nước thì phải họ mới lên mà biết suy nghĩ chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ đó lũ côn đồ đó hắn danh hắn lợi rồi chỉ là lừa gạt mọi người đó cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia gì nghĩ rằng tôi phải nói rằng những cái sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm nó ồn ào lắm mà rất thiểu số cái hải ngoại nó buồn là cái điểm đó. Mà nếu mà người ngoại quốc cái người trong nước thầy hề đó mà nói đấy là hải ngoại thì thật sự là nhầm đã 30 năm nay rồi và cái người Việt hải ngoại chưa có một cái tổ chức thống nhất mặc dù là cứ hàng ngày trong 30 năm liền rồi bất cứ ở địa phương nào bất cứ một ông chính trị gia nào bất cứ một tờ báo một ông bình nước nào cũng là ra giả 30 năm nay nói rằng chúng ta có sức mạnh chúng ta có trí tuệ chúng ta có chất xám chúng ta có tiền bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết và chúng ta có thể là có một cái sức mạnh để mà hỗ trợ cho sự thay đổi trong nội địa. Nhưng mà từ 30 năm nay chưa bao giờ ở hải ngoại làm được chuyện đó. Và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được cả. Đó, nghe chưa? Không bao giờ luôn nhé. Chuyện họp lại như vậy được.
Bởi vì kinh nghiệm 30 năm nó thấy nếu mà tất cả mà tiền nó tụ vào trong rồi anh mang tiền nó anh ấy đi trốn luôn. Trốn luôn. Những khuôn mặt nếu 30 năm của hải ngoại là chuyện toàn những anh kèo anh còn toàn những anh gian lận hết rồi. Anh nghe lòng người hải ngoại không tin được họ nữa. Từ bây giờ đóng này đóng tuồng cũng là tuồng hẳn hẳn bét không được. Đó. Nghe chưa? Mọi người nghe rõ chưa? Toàn là mấy anh kèo anh cọt ồn ào ra giả đi khắp địa phương này đến địa phương khác hàng ngày hàng giờ cứ cái loại điệu đó thôi không có gì hơn đúng không à quên sẵn có Huy đây còn Huy không cho Huy coi cái đoạn chào cờ luôn đi đẩm công Huy nói là mà anh nói dốc đúng không đó cho Huy xem cái đoạn chào cờ luôn đi. Ngược ha, ngược ở bên này. Đúng chưa? Khớp chưa? Rồi, ok, phát nha. Mẹ ơi, kỳ chạy tung lum không? Mọi người biết là đây là ai không? Thôi. Ngoan không? Ngoan không? Không. Mọi người thấy cái lắc rồi vàng ngoan không? Đứng chào cờ kìa. Hả? Cứ hư vậy thôi chứ. Mọi người đừng có thiệt quan với cái lắc rồi vàng nữa nha. Họ chấp nhận sự thật rồi đó, đó là chào cờ Việt Nam rồi đó, thấy không? Đó là chào cờ tại Cali luôn nha, chứ không phải là chào cờ tại Việt Nam nha, thấy không? Cho nên là mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng và không nghe rõ mà còn hiểu lý do tại sao ông kỳ về nước luôn đó thưa quan. Đó. Việt Nam ta vững bền. Nghe chưa? Chào anh Tôn Nam. Hợp lý không Huy? Hợp lý. Thì đó. Thì coi thì cũng mong mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng với họ một chút. Thì dù gì là họ cũng nghe lời của Bắc Kỳ. Cũng chịu khó đứng chào cờ với ở Cali với những người con cộng sản thì thôi chuyện thì đã qua rồi quá khứ rồi đúng không ạ bốn mấy năm rồi cũng cái gì bỏ được bỏ đi đúng không mọi người thì ý của tôi là như thế. Bởi vì coi giùm coi cái thằng trẻ sinh bùi nó còn đâu mày không? Người có vẻ nó cắn ớt dữ quá. Bởi vì trên sân bùi nó có gì ngoài nhai đi nhai lại ngày trước là cắt cỏ, bây giờ nó lau dọn phòng gym. Nó làm bên IT. Chà Du Nam. Nó nhai, nó không nhai lại nhiều. Cờ bá sọc thì đối với A Quy thì nó đẹp là đúng rồi. Nhưng mà đối với người Việt Nam á quý thấy không? Đó, phải ngước lên nó chào thì vậy cũng tốt, cái hành động đó vậy là cũng chấp nhận được. Còn cái chuyện cờ của ai thì người đó khen đẹp là cái chuyện đó bình thường á quý, không sao cả. Tôi công nhận. Đối với góc nhìn của AGB thì nó đẹp, tôi rất đồng ý điều đó. Ha. Chứ tôi không có phản bác, tại vì dù gì là cũng là một cái đó là mình tôn trọng thì cái chuyện đó bình thường. Quan điểm đó là bình thường, không có gì hết quý. Có chỉ có một cái thì cũng góp ý cho Huy về dạy dỗ lại anh trẻ sinh mồi đi ha cái thằng dễ rách tôi nói thẳng tôi chửi thẳng luôn nó thằng dễ rách 46 năm mới được đi lâu cái phòng gym huynh hoang mở camera lên khoe trời chắc vô bên Duy Nguyễn chơi quá bị Duy Nguyễn Nam quá là cay sao về cũng ráng bon chen đi chui vô phòng gym nào đó xin lau với cục tạ hả cái gì ạ mừng quá quắt đuôi ra mở cam lên khoe hả hay sao coi như là bỏ được cái phận lau vỏ tàu đúng không giờ là bước lên bờ đúng không được lên bờ đây đó bây giờ em muốn nói một điều này em khẳng định rằng á người phụ nữ Việt Nam từ cổ chí kim cho đến hiện tại bây giờ lúc nào cũng đẹp lúc nào cũng anh hùng lúc nào cũng trung hậu lúc nào cũng bất khuất lúc nào cũng đảm đang nhưng mà ngược lại
con gái theo cái chế độ đủ cảm á, rất linh tinh và rất là mất dạy. Và ngược lại, một số chị em á ngày trước lầm tin vào cái đám que của ấy, cái đám nhiệt tân này. Không à, Vi ơi, Vi mình Vi nên mình nói rõ ra, Vi mình cũng nên nói rõ là những người nữ mà theo cái thành phần chống cộng cực đoan, đúng không, thì nó hay hơn. Mình đừng có nói vậy, tức là những thành phần mà theo chống cộng cực đoan á, giống như cái con Bích Trang, thấy không, con Bích Trang hay cái gì là Thảo Trần gì đó đó, mấy cái thể loại đó đó. Ok, chào Kevin nha. Cái đấy em nói là anh ấy nói tìm bóc ít nữa tìm anh này, anh ấy chịu nha. Em nói bình thường từ đụng tàn chống cộng cực đoan đó, sau là một số người quay ra người ta nhìn thấy nhất ra là chị em phụ nữ Việt Nam cái bản chất rất tốt, mà thậm chí nhiều người người ta ở nước ngoài người ta chăm sóc chồng con rất là tốt. Người ta không tin cái đám kia nữa, quay ra chửi luôn chính cái đám phụ nữ mà chống cực đoan kia. Đúng rồi, cái đám mà theo cái đám chống cộng cực đoan á. Cảm cho chị em yêu nước nhiều hơn, thậm chí còn tôn vinh người ta. Đó, ý em là nói vậy, anh đi bốc phốt từng tên ra là anh người ta tìm anh ăn chịu. Thì rõ ràng cái con Bích Trang Võ mà, anh biết nó mà. Con Bích Trang Võ, con Thảo Trần, anh đâu lãm mấy con đó đâu. Đúng không? Rồi. Mấy con đó thì anh đâu có lạ mặt mấy con đó. Nhưng mà em sợ bọn nó. Sợ, đúng rồi. Cực đoan quá là phải sợ thôi. Cái gì chứ anh nghe mấy thành phần cực đoan rất là sợ, ngại lắm. Đó. Thì ở đây thì cũng xin nhắc lại, thì cũng xin gửi lại chúc lại các chị em phụ nữ đang có mặt ở trong cái live ngày hôm nay nha. Như Vi nói, đặc biệt là những phụ nữ, kể cả bà xã Vi cũng vậy, cũng là đã một cái hậu phương rất là tốt, rất là vững chắc để ủng hộ mọi người và đặc biệt là ủng hộ Vi á, trong cái công việc mà Vi làm như thế này, thì cái đó là cũng là một cái gì đó là cái sự hy sinh. Và kể cả những người phụ nữ có mặt hôm nay cũng vậy nè, cũng dành thời gian vào đây để góp một chút tiếng nói gì đó, một chút công sức gì đó, để đấu tranh chống lại những thành phần mà gọi là xỏ lá, để bảo vệ cho bình yên cho đất nước. Thì cái đó là điều đoán đáng hoan nghênh, rất là phải đáng về để tôn vinh đó. Chứ nói thẳng là như vậy, đúng không? Chào ông Phạm bác sĩ nha. Thế qua tối nay chú Lợi mình nhá. Chú ơi, gửi yêu cầu mấy lần mà nick chú không có cam. Anh Lợi Minh đó hả? Vâng. Chắc bị tụi nó đánh phá hay gì rồi. Đúng không? Thì đó, ở đây cũng phải đùa. Nó đưa toàn này cái nick chính bị còm á. Cái nick âm binh chính bị còm á. Qua đây hết. Phải thật đấy. Toàn chị em phụ nữ âm binh nên Tư Vi không biết chút thế nào. AQ có cam không? Tư Vi không có cam AQ ơi. AQ thì ông cả đống nít đó mà. Ông cả đống nít mà ông muốn lên là ông đưa nít ra ông lên thôi, ông xạo xạo quá, mệt ông quá ông AQ. Cứ múa hoài. Làm như xa lạ lắm. Đúng không? Tại vì anh Chu Phan á, thì anh Chu Phan là tính anh lành tính, anh không biết anh lành tính, anh dĩ hòa diêu quý. Chứ còn cái thằng Jason Bùi đó, mọi người thấy rõ không đó, cái giọng điệu của nó rất là láo cá, rất là sổ lá. Bởi vì cái thành phần của nó thì nó thiệt, đối với tôi thực quan, tôi quan chỉ xem nó là một cái loại giải đất thôi, chẳng là cái gì hết đó. Thằng đó thì đối với tôi đâu có lạ nữa. Đúng không? Bây tôi nói đúng không? Cười đúng không? Tôi nói ông y chang mà đó. Ông thích lên là ông kiếm cách ông lên là ông ghê lắm. Cái mùa năm 2018 em chơi AQ với 8 có một trận này này. Có nghĩa là em mới đến nào mời AQ lên.
sau là em nằm ngủ kia, nó nói thì nói xuống em tắt hết diễn đàn rồi, nói một thôi một hồi em ngủ luôn. Chứ ông tức từ đợt đấy là Quỳnh không thành tích em đấy, bởi vì nó nói nhai đi nhai lại những bài cao hơn của, nhưng bây giờ khá hơn thì Dương Vi có thể chơi được. Thì đó thì sẵn trong đây có Kevin nè, đó Kevin chứng kiến đậu giờ thấy thằng cái xe bụi ra sao. Kevin nhìn nhận một cách công tâm thôi đúng không? Cái xe bụi 3 năm nay nó quay lại vẫn nhai ngoài bài ca một của đấy, có gì thay đổi đâu, vẫn là Trung đó. Quốc vẫn là Việt Nam, Việt Nam nên đảng gì đất nước phát triển, người dân mới giàu lên, mới có cuộc sống tươi đẹp giàu đẹp hơn, đang nên đảng mới bớt là cô tham nhũng. Mà người cái này thì... cái này nè A Quy nè, trước tiên nha, thì tôi cũng tôn trọng ông thì tôi nói tôi xin lỗi ông trước nha, mà tự vì cái thằng trẻ sinh bùi nó ngu quá nha, tôi xin nhắc lại cái câu chuyện này, cái đề tài này, tức là ông nghĩ đi, nó là cái thá gì đúng không, nó là cái loại dẻ đất gì mà nó lên nó bảo A Quy là phải kêu ông chậm thế này ông chậm thế nọ, cái mà cha nó sao hồi đó nó nhiễm cái thói của tổ tiên đó là muốn kêu ai giết ông Diệm là nó giết hay sao, cái thứ mất dạy đó ở đâu ra vậy đúng không, trong khi mình là con dân rõ ràng chưa, cái phận con dân là biết làm cái gì rồi mà cái thái độ nó rất là mất dạy đó. Tôi hỏi A Quy á, A Quy nó công bằng đi đúng không, A Quy nó công bằng đi, cái thành phần đó đáng phải là để phải chửi nó không, nó là cái gì, một thằng lưu vong nha, một thằng lưu vong sống chết bên đó chưa biết như thế nào, không có quốc tịch Việt Nam mà dám mở miệng lên dạy đời Dương Quy là phải kêu Dương Quy phải thế này phải thế nọ với một vị lãnh đạo của một đất nước, trời ơi trời. Cái hậu quả của các bạn ở bên đó đó, gây cho ông Biden á, gây cho ông Trump á, mấy bạn lăn lảnh á, mấy bạn chưa sáng mắt ra hay sao mà còn đi xúi dân Việt Nam làm ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ này nè. Nghe cái Vi nói nè, chưa được nói với A Quy cùng với chơi sơn bùi cùng các thành phần chống cộng qua, đặc biệt là cái đám Việt Tân dân chủ tuổi á, đối với cá nhân của tổng bí thư chủ tịch nước không quyết định được vận mệnh tương lai của đất nước, cái đấy còn có tập thể, cả ban chấp hành, cả ủy viên bộ chính trị, cả quốc hội, cả mặt trận tổ quốc, nói chung là cả ban lãnh đạo của nhà nước, người ta mới quyết định được cái vận mệnh đất nước. Nhưng mà muốn quyết định vận mệnh của đất nước phải hỏi qua ý kiến của toàn thể người dân, có nghĩa là hơn 97 triệu dân nha, không phải như kiểu cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, cái chế độ tư bản Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, hiểu chưa? Đấy, ngay cả nước Mỹ đấy, các ông các bà que cuối để muốn quyết định vận mệnh của Trung với Joe Biden đấy, các vị muốn cho ông Trung đắc cử tổng thống, thậm chí cắm cái lá cờ ba sọc ở trên tòa nhà quốc hội, nhưng mà cuối cùng sự thật vẫn ông Joe Biden thắng cử. Và kết cục lá cờ que củi đó làm sao liệt vào danh sách tham gia vào khủng bố, thấy chưa? Cái này là phải cả tập thể. Đây nè, Kevin nói về trẻ sinh bùi nè, mà giờ thành phần này đó khó mà hiểu, có bản tính con người như vậy, cái đó thì mình chịu thua, tự nó đưa xác nó thôi, mà nó biết được trên đời này không có đường nào mà thắng hết, nó có công mà nó có quẹo, mình trách nó để làm cái gì đó. Cái như là cái viên cũng nhạc bó tay với thành phần như trẻ sinh bùi. Dạ Quy, Việt Kiều là rất tôn trọng tự do ngôn luận, thơ quan cứ phát biểu thoải mái, không có vụ bịt miệng hay là cấm đoán đâu thơ quan ơi. Vấn đề đây tôi nói Quy nghe, vấn đề là chơi với nhau biết nhau, tôi tôn trọng ông thì tôi lên tiếng với ông thôi, chứ còn thực ra là vấn đề là làm sao mà có chuyện mà cấm đoán gì ở đây, A Quy công nhận không? Tức là mình giữ cái vấn đề gì, giữ vấn đề là ok biết nhau, mặc dù là trái chiều, mặc dù là lạng lách đó đúng không, ok đích ra có nhiều cái sự tôn trọng. Để tôi nói gì, tôi rất rõ ràng, cái tính tôi rất rõ ràng đúng không, cái nào tôn trọng là tôi tôn trọng,
vậy thôi, thì tôi thông qua một tiếng vậy thôi, chứ còn vấn đề cấm đoán thì nói thẳng xin lỗi nha Huy, ai ai có tư cách mà cấm đoán đúng không? Cái đó mình phải nhìn nhận thẳng sự thật với nhau và cái điều đó rõ ràng thôi. Anh Tại lên vì Nguyễn nó Quốc Huy là có lên không? à, quy gửi yêu cầu thử thế nào. Vậy về đường xuống đi vậy. Dạ em cảm ơn anh. À, xin chào mọi người nha, xin chào tất cả trẻ phụ nữ nha. Tí có kèo lại lên nha. À, mệt quá là ngủ luôn ạ. Dạ.